Alo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Trong vòng buổi sáng hôm nay thì em đang có mặt ở trên quận 2 thành phố Hồ Chí Minh này để em lấy một chiếc Captiva. Chiếc này là xe gia đình sử dụng còn rất là đẹp luôn, biển thành phố này. Màu trắng anh em nhé, màu này là màu zin xe nhé. Thường thường là Captiva là đời 2006 là không có màu trắng, nhưng mà hình như là người ta mua người ta nói sơn trong hàng luôn chị nhé, không đổi màu. Đấy, màu trắng luôn, biển thành phố này. Và em đang có mặt tại phòng công chứng ở trên quận 2 này. Đây, Lê Ngọc Bích Ngân để em công chứng em xe này. Và nó em xe này tuy đời 2006 nhưng chạy ô đo có 90 mấy ngàn thôi, còn rất là cứng cáp, sơn si đẹp. Có gầm cao 7 chỗ mà chỉ có hơn 100 củ khoai thôi. Mà còn rất đẹp anh em nhé. Hơn 100 củ còn rất đẹp anh em nào mà đang cần tìm cái dòng mà xe 7 chỗ giá rẻ thì có thể em xe này là rất là phù hợp luôn. Xe này thì có chủng dơ này, về em đánh bát đánh bóng lại này. Những cái phần chỉnh gương chỉnh kính còn đẹp anh em nhé. Xe đầy đủ chức năng, gương kính cục xòe, có túi khí luôn. Ghế này còn giữ nguyên cái ghế nỉ theo xe này. Đó, ghế nỉ anh em nhé, ghế nỉ theo xe nhá. Ủ số này. Đó, phần chân nỉ nguyên bản này. Máy móc phải nói rất là êm nhá, máy móc thì không phải chê được em xe này. Số nhẹ nhàng anh em mà coi đi. Từ đời 2006 mà gọi nhìn cái phần chân thắng này. Đó, chân thắng chân côn thì rất là đẹp nha. Zin nguyên bản anh em nhá, không bị cấn đục gì. Đi từ 2006 đến giờ là đăng ký 2007. Là anh em cũng mười mấy năm rồi anh chị nhá. Đó, gần 13 bao nhiêu năm này? Gần 20 năm. 2023 gần 20 năm rồi anh em nhé. Nhưng mà chiếc xe này còn nguyên bản luôn, không có bị hề hấn cấn đụng gì. Đó, còn keo chỉ thì theo xe luôn nhé. Keo chỉ theo xe này. Đó, keo chỉ theo xe này. Đây, cái phần la răng ở xe anh em nhé, 4 lốp gai khá dài, kính cũng còn theo xe này. Đó, treo lết nhá. Treo lết Captiva. Phía sau thì khá rộng rãi cho anh em mình có thể là mình để chứa đồ này. Đó, hai ghế sau mình có thể gập lên gập xuống được nha. Đấy, phần chỉnh nỉ này. Đó, nỉ theo xe này. Đây, anh em xem. Số này là số sàn anh em nhé, số sàn. Đấy, lốp về cũng còn dày, lốp này hơi non tí anh em nhé, hơi non. Số ma chạy cực kỳ ngon nhá. Đây, phần túp ly này. Nó cứng luôn. Đó. Chị này ở quận 2 anh em cũng biết rồi, nhà rất đại gia luôn. Nhà biệt thự gần cả 100 tỷ. Nhưng mà đi chiếc xe này là từ 2006 đến giờ. Đó, xe mua từ đầu luôn anh em nhé. Đó. Cho nên người ta cũng rất là giữ gìn, đi kỹ càng. Đó, ghế nỉ theo xe. Ghế này anh em không thích thì mình bọc lại da nhé. Máy số êm ái. Đây, củ số anh em xem. Đây, củ số đẹp nhé. Và chiếc xe chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi anh em nhá, 100 triệu thôi nha. Mà có ngay một em xe đẹp như thế này. Đó. Xe này thì về bên em sẽ bắt bút lại nên cho nó đẹp, đăng kiểm thì có rất là dài luôn, đăng kiểm đến tháng 6 2024 xe này mới đăng kiểm luôn. Có đèn này còn tương đối thôi, nó sẽ bị ố rồi, có đèn bi luôn anh em nhá. Cái màu này là màu đèn bi theo xe này. Đó, đèn gầm này. Cao ráo 5 chỗ rộng rãi. Mà chỉ hơn 100 củ khoai, máy móc êm ái anh em nhé. Đang có mặt ở phòng công chứng rất là lớn này, phòng Lê Thị Bích Ngân để em đang công chứng nhé. Kính theo xe luôn em nhé, kính này không có bị mất kính nào luôn, keo chỉ cũng không bị mất luôn. Phải nói là từ chiếc Captiva trước để em trước giờ em mua thì chiếc này nó còn rất là cứng. Tuy phần sơn thì màu trắng thì nó hơi xuống theo thời gian anh em nhé, nhưng cái này về mình sẽ gọi dọn dần lên chất xe được nhé. Quan trọng là xe nó liền lạc, cứng cáp, còn mình dọn thì nó sẽ lên được anh em nhé. Đó, thì khi nào em công chứng xong rồi em phải về phun hình ảnh cho anh em nha.
Anh em nào quan tâm thì có thể tới để mình xem xe, test xe nhé. Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp số hotline của em Việt là 0969711141 và 0936793793 anh em nha.